Xin chào các bạn, mình là admin của kênh Phái Đẹp ORG. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian ghé thăm kênh. Mình hy vọng là video của mình sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Cách trị da bị bong chóc nứt nẻ tại nhà hiệu quả nhất. Mùa đông đến là thời điểm mà rất nhiều chị em sẽ sợ hãi, khó chịu bởi lớp da sẽ bị bong chóc sần sùi nứt nẻ, vừa đau lại kém thẩm mỹ. Tại sao da mặt lại bị nứt nẻ vào mùa đông? Rất dễ để trả lời cho câu hỏi này. Nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng nẻ mặt là bởi thời tiết khắc nghiệt làm lượng dầu tự nhiên trong cơ thể bị cạn kiệt. Hay khi bạn sử dụng nước nóng để tắm quá lâu cũng khiến làn da bị khô ráp dẫn tới nẻ mặt. Bên cạnh đó, yếu tố cũng không kém phần quan trọng khiến da khô nứt nẻ là bởi chế độ ăn uống không lành mạnh, uống quá ít nước hay ăn quá nhiều chất béo. Ngoài ra, một yếu tố cũng rất quan trọng nữa khiến da khô nứt nẻ vào mùa đông là do bạn không biết cách chăm sóc da hàng ngày, không dưỡng ẩm cho da thường xuyên nên tình trạng da nứt nẻ ngày càng nặng hơn. Vậy làm thế nào để điều trị tình trạng da nứt nẻ tại nhà một cách hiệu quả nhất? Ngay sau đây, mình sẽ chia sẻ với các bạn một phương pháp rất hiệu quả mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà. Đầu tiên, các bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau. Thứ nhất là một ít gel nha đam. Loại nguyên liệu này bạn có thể dễ dàng mua được ở các siêu thị hoặc cửa hàng mỹ phẩm với giá thành rất rẻ. Nguyên liệu thứ hai là 2-3 viên nang vitamin E. Với hai nguyên liệu này, chúng ta có cách thực hiện rất đơn giản như sau. Đầu tiên, mình sẽ múc ra bát khoảng 2 thìa gel nha đam. Tiếp theo, bây giờ mình sẽ chiết lấy phần dịch của 2 viên nang vitamin E và cho vào bát này. Công việc của bạn bây giờ là đánh thật đều tay để hai nguyên liệu của chúng ta hòa quyện vào nhau, tạo thành một hỗn hợp đồng nhất là được. Các bạn có thể quan sát này, khi chúng ta đánh lên, hỗn hợp của chúng ta chuyển từ màu trắng sang màu trắng đục như nước gạo như thế này là được. Đây cũng chính là sản phẩm cuối cùng giúp bạn điều trị tình trạng da khô nứt nẻ trong mùa đông đấy nhé. Với hỗn hợp này, chúng ta có cách sử dụng như sau. Đầu tiên, bạn hãy rửa mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm như bình thường. Nếu như bạn nào có kem tẩy da chết, bạn có thể sử dụng một tuần một lần nhé. Sau đó bạn lau khô mặt đi. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành đắp hỗn hợp trực tiếp lên da mặt. Sau đó bạn nằm thư giãn trong khoảng 15-20 phút để các dưỡng chất có trong hỗn hợp có thể thẩm thấu vào sâu bên trong từng tế bào da. Như thế thì hiệu quả dưỡng da của chúng ta sẽ đạt cao nhất. Sau khoảng thời gian đó, bạn rửa sạch mặt bằng nước mát là xong. Cuối cùng, bạn có thể sử dụng một chút kem dưỡng ẩm để thoa lên da. Bạn biết không, phương pháp và loại mặt nạ mà mình vừa chia sẻ không những giúp bạn làm mềm mịn da hơn trong mùa đông mà nó còn giúp dưỡng da, ngăn ngừa nếp nhăn và làm trắng da rất nhanh nữa đây nhá. Hãy áp dụng ngay công thức này để có làn da mịn màng trắng sáng bạn nhé. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp.